chị em sinh đôi vì muốn tìm kiếm cảm giác kích thích, mỗi năm đều lén hoán đổi thân phận cho nhau một lần. Ngay cả người chồng sống cùng cũng khó có thể nhận ra. Tuy nhiên, lần này khi sắp đến ngày đổi lại thân phận cho nhau, em gái ở quê đột nhiên mất tích. Điều này khiến chị gái không biết phải làm gì, bởi vì em gái mất tích với thân phận của mình. Ngay sau đó, người chị liền về quê. Cảnh sát nói rằng đêm đó có trộm đột nhập vào nhà. Sau khi em gái đuổi theo thì không quay trở về nữa. Và dấu vết duy nhất tại hiện trường là hai dấu chân cỡ 47. Buổi tối khi cô đến phòng em gái, phát hiện con búp mà hồi nhỏ họ thích nhất bị cắt bỏ đầu và tay. Điều này khiến người chị gái cảm thấy bất an. Nằm trên giường mơ hồ chìm vào giấc ngủ, cô mơ thấy khi còn nhỏ mẹ không thể phân biệt được họ, từng đeo vòng tay khác nhau cho hai người. Lúc này chị gái chợt tỉnh giấc, cô đứng dậy kiểm tra hộp đồ trang sức, bên trong có một cánh tay của con búp bê, bên trên còn đeo một chiếc vòng tay của em gái, và dưới hộp trang sức còn có bức ảnh của hai người khi họ còn trẻ. Cô lập tức nhận ra vị trí trong bức ảnh, chị gái cảm thấy đây có thể đang ám chỉ điều gì đó. Thế là cô lập tức đến thác nước trong bức ảnh, cô quan sát xung quanh, ở đây có giày của em gái, đi vào thì nhìn thấy quần áo của em gái, trên quần áo chính là cái đầu của con búp bê kia. Cô còn nhìn thấy cuốn nhật ký của em gái đặt bên cạnh, mở ra xem thì phát hiện có vẻ như đây là em gái cố ý để lại cho mình. Bên trên nói hai cuộc đời bày ra trước mắt chị, bây giờ là lúc đưa ra lựa chọn. Người chị nhận ra rằng em gái có thể đang cố tình trốn tránh. Để tìm ra đáp án, cô mặc quần áo và giày của em gái mình, sau đó nhặt một tảng đá lớn trực tiếp đập vào đầu mình. Rất nhanh cô trở về thị trấn với thân phận người em gái. Dưới kỹ năng diễn xuất thành thục của người phụ nữ, những người xung quanh không hề nhận ra. Hôm nọ người phụ nữ tìm được một chiếc điện thoại dự phòng của em gái. Không lâu sau, một cuộc điện thoại bí ẩn gọi đến. Đối phương hẹn gặp cô ở chỗ cũ, và đương nhiên người phụ nữ không biết chỗ cũ đó ở đâu, nên liền đề nghị gặp nhau ở bãi đậu xe. Đến bãi đậu xe, người phụ nữ nhận ra người đàn ông trước mặt ngay lập tức. Anh ta là mối tình đầu của em gái tên là Jack. Tuy không biết đối phương tìm mình làm gì, nhưng để tìm ra sự thật cô đã về nhà với Jack. Vốn nghĩ rằng đối phương không hề phát hiện ra thân phận của mình, nào ngờ Jack đột nhiên lấy ra một con dao để vào cổ người phụ nữ. Hóa ra hắn đã phát hiện ra cô không phải là em gái. May mắn Jack không làm khó cô, và khi người phụ nữ chuẩn bị rời đi thì vô tình nhìn thấy hộ chiếu của em gái và một xấp tiền mặt. Cô lén nhét vào túi rồi rời đi. Ngày hôm sau cô lại nhận được cuộc gọi của ngân hàng trên chiếc điện thoại dự bị của em gái. Đầu dây bên kia nói em gái hẹn 2 giờ chiều đến rút một khoản tiền, hỏi cô bây giờ đã chuẩn bị xong chưa, có thể đến rút đúng giờ không. Chị gái lập tức nghĩ ra một ý tưởng, cô ấy nói với ngân hàng rằng mình có việc nên hủy cuộc hẹn. Sau đó đi đến cổng ngân hàng nằm vùng, đợi đến khi em gái đến rút tiền là cô có thể tìm được em gái. Quả nhiên đến cửa ngân hàng, em gái và Jack cũng vừa từ bên trong đi ra, nhưng vì hộ chiếu đã bị người phụ nữ đánh cắp hiển nhiên không rút được tiền. Cô muốn đuổi theo và hỏi rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, nhưng Jack lại ngăn cô lại và yêu cầu cô đưa hộ chiếu của em gái ra. Người phụ nữ nói với Jack, muốn lấy hộ chiếu thì bảo em gái đích thân đến gặp tôi. Buổi tối về đến nhà, em gái thực sự đã trở về, hơn nữa còn đứng bên cạnh chồng mình với thân phận người chị. Hai chị em cuối cùng cũng gặp nhau. Cô hỏi em gái rốt cuộc cái quỷ gì đang xảy ra, còn em gái thì chỉ bảo cô nhanh đưa hộ chiếu ra. Sau đó lấy ra một đĩa USB là chứng cứ hai người đã hoán đổi thân phận cho nhau. Nếu không đưa hộ chiếu, em gái sẽ công khai việc hoán đổi thân phận. Hóa ra em gái đã nhìn rõ bộ mặt thật của chị gái. Kể từ khi hai người hoán đổi thân phận cho nhau, mong muốn kiểm soát hai cuộc sống của chị gái ngày càng mạnh mẽ, còn thay đổi kế hoạch cuộc đời của em gái mà không nói gì cho cô biết. Cho dù khi đổi lại thân phận ban đầu, chị gái cũng sẽ thông qua camera đã lắp đặt trước để giám sát mọi thứ trong nhà của em gái. Điều này khiến em gái dần nhận ra chị gái không hề phải muốn hoán đổi thân phận với cô, mà là cướp cuộc sống của cô ấy hoàn toàn. Em gái không biết nên làm thế nào để thoát khỏi cuộc sống này, cho đến khi gặp được mối tình đầu Jack của mình ở quê. Chính cuộc gặp gỡ này khiến cô hoàn toàn nhìn rõ bộ mặt của chị gái. Hóa ra nhiều năm trước em gái và Jack là một cặp. Tuy nhiên, khi hai người chuẩn bị hẹn ước trong nhà thờ thì đột nhiên bên trong bùng cháy lớn. Jack bảo em gái đi trước, còn mình thì đi cứu người vô gia cư ở trên lầu. Em gái vừa ra ngoài thì gặp chị gái, và kể từ đó về sau Jack cũng biến mất. Hóa ra hôm đó chị gái cũng tìm đến Jack, nói với anh chỉ có anh với em gái trong nhà thờ chắc chắn sẽ bị coi là người phóng hỏa. Chỉ khi anh rời đi em gái mới không bị cảnh sát truy cứu. Cứ như vậy Jack mơ hồ trở thành tội nhân phóng hỏa, nhưng thực ra trận hỏa hoạn đó là do người chị gây nên. Cô muốn chia rẽ hai người vì ghen tị với em gái mình. Sau khi biết tất cả sự thật, em gái mới giả vờ biến mất chuẩn bị bỏ trốn với Jack. Nào ngờ bị chị gái trộm mất hộ chiếu, ngay cả tài khoản ngân hàng cũng bị đóng băng. Sau khi em gái về nhà thì phát hiện Jack đã nằm dưới đất. Cô muốn đưa Jack đến bệnh viện nhưng đã không kịp nữa. Jack dùng sức lực cuối cùng nói ra chị gái chính là hung thủ giết hại mình, nhưng trong căn phòng nơi Jack bị sát hại cùng lúc xuất hiện dấu vân tay của hai chị em, vì vậy họ đều bị đưa đến đồn cảnh sát để thẩm vấn. Trong lúc cảnh sát trưởng thẩm vấn, em gái nói ra việc hoán đổi thân phận với chị gái. Thấy cảnh sát trưởng không tin, em gái lập tức thay đổi kiểu tóc ngay tại chỗ, sau đó nói chuyện với anh bằng ngữ khí của người chị. Lúc này cảnh sát trưởng cũng nhận ra sự phức tạp của vấn đề. Họ tạm thời được thả do không đủ bằng chứng, nhưng sau sự việc này tất cả mọi người đều biết việc họ hoán đổi thân phận cho nhau. Điều này khiến người chị không thể tùy ý thao túng cuộc đời của hai người như trước kia nữa. Em gái về nhà thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi nơi này, nhưng lại phát hiện bố nằm dưới đất vì bệnh tim tái phát. Thấy con gái về nhà, ông đã kể một chuyện khi xưa. Bố xin lỗi. Bố biết khi đó con. Sao ạ? Bố muốn nói gì? Không nên để trẻ con nhìn thấy việc như vậy. Con không nên xuất hiện ở đó. Khi đó bố không biết phải làm sao. Bố, kết quả chuyện đó đã hủy đi cả đời con là chuyện gì ạ? Bố, không có thứ gì hủy hoại cuộc đời của con cả. Người cha dần dần trút hơi thở cuối cùng. Không lâu sau, người chị cũng về đến nhà. Nhưng cho dù bố đã mất, người chị vẫn chỉ nghĩ đến việc hoán đổi thân phận của hai người. Em gái không muốn bị chị gái thao túng. Cô rút khẩu súng lục ra và chĩa vào người chị, nhưng không cẩn thận bị người chị vật ngã xuống. Cả hai lao vào vật lộn với nhau. Trong lúc hỗn loạn, ngôi nhà còn bị đốt cháy. Em gái chạy vào rừng. Không lâu sau, liền đến một thác nước. Nhưng rất nhanh người chị cũng đuổi theo kịp. Lúc này cuối cùng chị gái cũng nói ra suy nghĩ của mình. Hóa ra cô ấy nghĩ rằng những thứ mà mình làm đều là để bảo vệ em gái. Bởi vì khi còn nhỏ chị gái từng nhìn qua khe cửa thấy bố giết chết mẹ. Nghe đến đây em gái mới hiểu, hóa ra trước khi chết bố tưởng mình là chị gái nên mới nói xin lỗi với mình. Nhưng thực ra khi đó là vì mẹ mắc bệnh nan y. Để ngừng việc bị cơn đau hành hạ mới cùng bố đưa ra quyết định đó. Mặc dù hiểu lầm đã được giải quyết, nhưng em gái không muốn dính líu đến người chị nữa. Cuối cùng cô đã nhảy xuống vực thẳm. Phía bên kia cảnh sát trưởng cũng thông qua vòng tay của hai chị em xác nhận vụ phóng hỏa năm đó là do chị gái làm. Nhưng chị gái lúc này đã cầm hộ chiếu của em gái bỏ trốn ra nước ngoài. Cho đến nhiều năm sau, câu chuyện của hai người được viết thành tiểu thuyết. Nhưng tại buổi họp báo, đột nhiên có một người phụ nữ bí ẩn xuất hiện đặt câu hỏi. Tôi muốn biết đã tìm thấy thi thể của người em gái tự sát ở thác nước chưa? Người đàn ông nói rằng mọi người không tìm thấy, nhưng khi anh nhìn vào đám đông thì thấy người thần bí gió đã biến mất. Đêm đó, người phụ nữ thần bí đến nhà người đàn ông. Anh ta hỏi đối phương rốt cuộc là chị hay là em. Lúc này, ngay cả bản thân người phụ nữ cũng không rõ mình là ai.